9 giờ mấy phải không? 9 giờ 45. Tao nói 9 giờ là bởi cái sự cố này nó quá lớn, quá đông người thì tôi cũng rất hồi hộp đấy. Đưa thông tin rồi biết bao giờ người ta có thật lòng không, người ta liên lạc với mình. Nhưng mà sáng hôm qua thì cái số của tôi là số đăng ký là số 21. Thì ban liên lạc điện thoại, tôi đang nằm ở nhà buồn lắm. Thì điện thoại: chú ơi, chú ngày mai là chú đến đầu tiên để xuống nhận cốt đấy. Với số đó. Thế là tôi mừng đó. Là người ta làm tới nơi tôi biết, làm có trách nhiệm đấy. Thì sáng nay tôi tắm giặt xong tôi lên tôi cúng Phật, cúng bằng ra tiền tôi xuống. Tôi đã nhận diện được rồi, nhận diện được cả. Nó rất hay cái chỗ là cốt còn. Đó. Tôi nhận ra vì tôi đánh dấu rồi. Tôi đánh dấu đỏ nó có ký ở đấy. Kiếm ra đúng là cái cốt, bởi cái mẫu của nó nhỏ thôi. Và cái thứ hai tôi hy vọng là không tài nào kiếm được cái bia ở dưới cái hàng bia đấy. Với cái thứ hai nữa là ảnh. Nhưng mà kiếm được hết luôn. Tôi rất mừng. Nên là phát khóc luôn. Và cái tổ chức ở đây thì bây giờ hiện nay nó làm rất có trách nhiệm. Tôi thấy có chính quyền vào cuộc, cả phường rồi công an giữ trật tự. Hôm nay anh thấy là ở cái nơi khác thì không biết, các nước khác biết, nhưng cái đợt này nó quá đau, rất dễ bị kích động, là rất dễ nó có chuyện. Thế nhưng mà bà con cũng thành tâm, đa số là chúng tôi tiếng thế nó cũng đảng viên đấy, nhưng mà tôi cũng theo Phật, tôi đi chùa chiền làm từ thiện nhiều, ngoài cái đạo đức Bác Hồ đó tôi còn cái đạo đức của Phật nữa, rồi của gia đình, thành ra là nó rất hay, bà con yên trí bình tâm, rất trật tự mà có bài bản, họ làm có trách nhiệm. Ghi chép đợt này rất hay. Bác xuống, bởi vì tôi xuống dưới thì tôi đánh dấu cái hũ của bà xã rồi. Mà hơn nữa là bởi vì tại sao tôi đánh dấu, nó mất hai cái ảnh và cái bảng tên ở dưới, nhưng mà trên cái chữ Bùi Thị Ninh viết trong một cái dán vẫn còn, nó không bị rơi ra. Thì tôi biết được cái hũ này là hũ của vợ tôi rồi, mà tên vẫn còn đây, giờ chỉ thiếu ảnh và cái thiếu ngày sinh ngày chết thôi. Thành ra tôi xuống cái là hơn nữa là tôi đánh dấu lên, đánh dấu đỏ cái nắp lên, tôi nhìn thấy đúng cái hũ cái là tôi nhận ra luôn. Bây giờ tôi không thể nào tả được, hiện nay thì tôi không biết thế nào, nhưng mà tôi tin vào Phật pháp, tôi tin vào cái luật nhân quả. Con người là chết đi được có khi còn đầu thai thí dụ thế, còn trở lại nữa. Thành ra là cái này là cái bản lĩnh của một dân tộc. Thì tôi rất là mừng, hiện nay là không có gì mừng nữa.
Phật cho tôi bao nhiêu tiền cũng không bằng cái cúng này. Hiện nay gia đình tôi là tôi đã từng đi kiếm mộ bố tôi. Nó cũng tức là nó kỳ lạ hơn cả là nhà ngoại cảm ấy. Thành ra là tôi quý trọng những cái cốt này lắm. Hiện nay là trước hết là tôi chia vui với mọi người và cũng cầu mong cho mọi người cũng hên được như tôi. Lời của thầy nói lại cho cô đó, thành nữ thầy cũng chúc mừng là cô đã tìm được. Còn tại sao giờ nếu là má thì cho con xin đốt cây nhang, thì cho con xin một tí tàn đứng yên, mà khi mà con nhìn mà đúng như vậy á thì má hay rớt. Thì khi cô nói hết thì cái tàn nó rớt xuống là cô cảm nhận là mẹ của mình. Dạ, tại vì không biết ai như cô không, chứ cô thấy nó diệu kỳ lắm, nó hay lắm. Mình không nói giờ mình nổi da gà hết á. Dạ đúng rồi, mà y như một luồng điện mà nó đi mà giống như là cô gặp người thân cô bao nhiêu năm bao nhiêu gì đó, nó mừng lắm con. Nó không có, bây giờ thì mình có để cho cô ở đây vẫn để, cô vẫn để, không cô không mang đi. Vâng vâng, cô vẫn tin tưởng chùa mình, chứ mình không phải. Mới đầu là cô khi tìm được rồi cô giận lắm, cô bưng đi, cô mới nói má ơi thôi giờ con xin đi rải má hoặc gửi chùa khác. Thì cái hũ á con nó kỳ kỳ lắm, giống như bà không chịu đó. Nhưng mà mấy ngày nay cô tìm được mẹ cô, tối về cô ngủ rất là ngon, thẳng giấc mà cô thấy vui lắm kìa. Làm như mẹ cô. Cô ở Phú Nhuận con, phường 4 Phú Nhuận. Dạ, chị tên là Phạm Thị Quỳnh Hoa, ở phường 1 Quỳnh Hoa 77 Thức Quảng Đức, phường 4 Phú Nhuận. Chị để cốt mẹ chị ở đây được 4 năm, còn chôn là được 20 năm. Chôn 20 năm mới bóc cốt lên. Chôn năm 96, lấy cốt lên năm 2016, và để cốt hiện tại là được 4 năm. Là để cốt không có tốn tiền nha, không có tốn một chi phí nào hết. Ở đây cúng cơm là chùa cúng, còn mình muốn cúng dường cho thầy tụng là do mình phát tâm, chứ mấy thầy không đòi hỏi nha. Thành nữ có những cái clip kia người ta nói là thầy đòi hỏi thế này kia là chị không đồng ý. Tại vì chính chị là người thân trong này. Thậm chí chị có một người quen làm chạy hòm, bạn bè chị nói ủa tại sao anh ta hô là thiêu tới 35 triệu, 20 mấy triệu. Chị nói cái đó không có đâu. Tin tôi, chỉ có 12 triệu. 12 triệu là nguyên nhân má chị còn hết tất cả. Bốc lên, hòm má chị dày lắm. Ngày xưa má chị là 18 người khinh lận. Cái hòm má chị 18 người khinh, nặng lắm. Xây kim tỉnh, 20 năm nó đâu có ra đâu. Phải sang qua một cái hòm, gọi là cái hòm luôn á. Là coi như má chị là hai lần cho, hai lần qua hòm. Rồi mới đi lên Bình Dương thiêu, 7 giờ thì trên đó người ta mới mang cốt về đây. Có bộ ghế đá đây nè, rồi chị nhận rồi chị mới nhờ thầy đưa vô, sáng mai chị lên làm lễ. Thì nói chung là tôi, gia đình tôi là một trong những gia đình may mắn, bởi vì xuống là trong vòng có mấy phút thì tụi tôi phát hiện ra, tìm ra được cái khẳng định là 100%, bởi vì trong cái bức hình trước đó gia đình tôi có chụp lại là nó có những cái đặc điểm riêng mà nước xịt vào xóa vào không thể xóa đi được, mà do đó mà chúng tôi đã nhận diện một cách rất là nhanh chính xác. Và kể cả cái thầy như vậy là quản lý cái hầm mộ này đã xác định những cái dấu vết đó. Về thực tế đây dấu vết là cụ thể lắm rồi. Nói chung là vỡ òa, nói chung là rất là vui, rất là mừng. Và cũng mong là tất cả mọi người ở có thân nhân người trong này cũng đều gặp may mắn như vậy như chúng tôi. Tôi qua đến đây là 5 giờ là tôi qua đây luôn. Lên lần thứ hai rồi, lần hôm trước lên một lần, hôm nay lên một lần. 5 giờ có mặt ở đây là chạy qua đây luôn. Giờ đúng rồi. Đấy, thông báo ngay trên mạng đấy. Thông báo kia kìa. Thế chúng tôi nắm được thông tin đấy, chúng tôi phải tranh thủ lên.
Bây giờ chưa về, chưa phải chờ xem cái cách xử lý tiếp theo của nhà chùa với lại chính quyền như thế nào. Thank you.